Hello, chào các bạn. Một cái thùng mới các bạn ơi. Khui hộp liên tục đây một cái thương hiệu. Các bạn nào thích âm thanh mà thương hiệu gọi là cao cấp thì sẽ biết cái thương hiệu này, Nem. À, Nem Audio. Nem Audio thì đã bán từ lâu rồi, vậy thì có gì mới trong cái thùng này mà khui hộp. Rồi, bọc kỹ quá để mình cắt. Cắt ni lông. Đây là một phiên bản siêu đặc biệt, siêu cao cấp các bạn. Mình vẫn chưa thấy sản phẩm thực tế ha, cùng với các bạn ha, khui ra và cùng nhau chiêm ngưỡng cái gọi là tuyệt tác này. Cái này mình gọi là tuyệt phẩm luôn á. Đây, ở bên hông thì cái thông tin của nhà nhập khẩu ha, loa kết nối không dây liền tăng âm ha, Nem Muso thế hệ thứ hai. Ford Bentley. Bentley là một thương hiệu xe hơi cao cấp của Anh. Đó. Đây là một cái sản phẩm hợp tác giữa hãng Nem Audio. Nem Audio cũng là thương hiệu của Anh luôn các bạn. Siêu sang trọng ha. Lần này họ kết hợp với thương hiệu xe hơi Bentley đó cho ra một cái loa rất đặc biệt, bảo đảm sau khi bung cái hộp ra là tất cả đều phải trầm trồ. Mình cũng chưa từng thấy nó ở ngoài đời thực tế các bạn. Rồi, cắt siêu. Sản phẩm này giá trên 50 triệu luôn. Các bạn thấy giá rất là cao ha. Hơn 2.200 đô la cho một cái chiếc loa công nghệ. Và sản phẩm chính thức đã có hàng từ hôm nay các bạn ha. Đây. Coi như thế nào đây. Đây là cái hộp, wow. Đầu tiên mở ra. Ở ngoài là chỉ cái hộp vận chuyển bằng giấy carton thôi. Đây là mấy cái hộp chính các bạn ha. Một cái logo Nem, thương hiệu âm thanh danh tiếng của Anh Quốc. Và một cái thương hiệu xe hơi cũng lừng danh luôn, Bentley. Và đây là cái tên sản phẩm, Muso for Bentley Special Edition, phiên bản đặc biệt. Ây da, nặng quá, để mình bê xuống. Ây, quá nặng luôn. Một, hai, lên. Lên, 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 lên. Wow. Wow. Chưa khui bên trong thấy cái hộp rồi các bạn. Nhìn cái hộp là thấy sướng rồi. Đây, hai cái logo là thấy mê mẩn rồi. À, các bạn nào có anh chị nào cô chú nào không đang chạy xe Bentley mà coi được cái video của mình không đó, nếu mà coi được thì chạy tới mang nguyên bở cái loa này về ngay. À, những cái công nghệ mình điểm qua nó in trên cái thùng ha, Spotify Connect tích hợp sẵn. À, cái này mình thích nhất, AirPlay 2, cái chơi nhạc đa phòng của Apple ha, Tidal. Rồi cái này cái gì, cái này mình cũng chưa biết, cái dịch vụ âm nhạc trực tuyến gì đó, internet radio, drum card dành cho các bạn nào dùng cái Android ha, Bluetooth, HDMI, rồi tải ứng dụng từ iOS và Android và dùng cái app control điều khiển, remote control có sẵn, rồi rất nhiều công nghệ khác, room ready, rồi digital input HDMI này nè, các kiểu luôn. Cái loa này nó hợp tác với Apple, nó có ghi sẵn là work with Apple AirPlay, rồi drum card, rồi Spotify, đầy đủ hết tất cả những công nghệ. Và đây là cái thùng bên ngoài cho các bạn ngắm cái thùng cái đã, trước khi mình khui bên trong ha. Cái thùng mà thấy in những cái logo quen thuộc là thấy xịn sò rồi ha. Mình khui cái thùng nào ra mình thấy những cái logo này là mình khoái rồi, khui ngay đây. Các anh chị nào, các đại gia nào đang sử dụng xe Bentley thì mình nghĩ là nên ghé qua Mai Nguyên bợ ngay một cái liền, không cần phải suy nghĩ, tại vì xe Bentley nó quá giá trị. Từ từ nó lại. Rồi các bạn, ở bên này có một cái remote control ha, để mở ra cho các bạn coi coi nó đẹp không, nó thiết kế như thế nào. Một cái điều khiển từ xa đây,
cái logo name. Rồi thiết kế đơn giản ha, nhỏ nhắn xinh xắn ha, một cái nút nguồn ở đây và nút chỉnh nhạc, nhảy nhạc, rồi sụt, rồi tăng giảm âm lượng, tắt tiếng, rồi menu ở đây rất là đơn giản ha. Ở đây lấy ra lấy pin, tiếp tục khui hộp. Một cái hộp bên trong nó bọc bằng cái giấy này, các bạn nhìn thấy đã không, cái giấy nè, đó giấy mềm như nhung vậy đó. Một cái logo name và bên lay ở đây dán lại đó. Quá xá đã, trời ơi, cái hoa văn, cái hoa văn mới nè, tuyệt vời chưa. Ở trên này là một cái lớp gỗ ha, đó, gỗ thay vì nhôm ha, ngày xưa là cái kim loại ha, bây giờ là gỗ, gỗ quý hiếm. Rồi để mình lôi nó ra coi, bừng nó ra. Rồi để anh bừng. Rồi đó, đây à, để bưng mở cái shop ra luôn này đấy. Để em shop còn cái gì này. Rồi đây còn phụ kiện nữa đó, bên dưới còn dây nguồn các bạn ha, một cộng dây nguồn, hai cộng dây nguồn đó, hai cộng dây nguồn thôi. Thì cái loa này là phải xài điện ha các bạn, không có pin ha, nó không phải là loa di động mà loa cắm điện. Đây là nhân vật chính, tuyệt đẹp luôn các bạn. Cái tone màu phải nói là cực kỳ đầm ha, cực kỳ ấm luôn, màu gỗ siêu sang, quá quý phái luôn đó. Đây là một cái loại gỗ quý hiếm ở châu Phi các bạn ha, cái màu nó là màu nâu ha, thì cái gỗ nó màu nâu cho nên họ làm cái mặt loa này nó cũng cái tone màu rất là đẹp ha, vừa nâu nâu vừa vàng vàng đó. Mình mở ra cho các bạn coi cái hệ thống loa bên trong, tuyệt vời luôn. Ở bên dưới cái phần đế chân này là một cái miếng dạng mica trong suốt các bạn ha, dày mica trong suốt, lát nó sẽ đánh cái đèn dạ xuống rất là đẹp đó. Cái ở đây có cái logo name và Bentley, lát nữa mở điện lên nó sẽ đẹp, rất là đẹp. Đây đóng lại đó, ở trên một cái vòng điều khiển các bạn ha, cái vòng điều khiển ở đây bằng cảm ứng hết. Và đây là cái hoa văn, lát cắm điện vô cho các bạn thấy. Ở đây là mặt sau khá nặng ha, đó, mặt sau cái phần này giống như là phần giải nhiệt ha, bằng nhôm, rất là đẹp, rất là sắc sảo ha. Ở đây nó bén lắm nha các bạn, nếu mà có mua về mình mới bị xước đứt tay nè, rất là bén ha, bằng nhôm nhọn cực kỳ sắc bén ha, y như dao luôn á, rồi vô là đứt tay á đó. Nhôm từng miếng nó giống như nó phay ra vậy đó, màu vàng rất là đẹp. Rồi để coi bên dưới nè, Phước quay bên dưới nè, khá nặng. Có gì yêu Phước? Nó như là một cái tấm kính hay mica, mica thôi đó. Đây giờ cắm điện vô cho các bạn mở một bài hát cho các bạn nghe thử ha, để coi cái chỗ cắm điện đâu rồi. Đây cái mặt dưới các bạn ha, mặt dưới mình dựng lên để các bạn thấy cái mặt dưới nè. Thì đây là bằng một cái lớp mica trong suốt dày. Ở đây có những cái đèn led ở đây các bạn thấy không, 2, 4, 5 cái đèn led nó đánh ra cái logo này. Sau khi mình cắm điện, cái phần này là phần sub ha, nó cũng là cái chỗ để mình thò tay vô mình xách cái loa đi. Rồi phía trên này cũng vậy ha, phía trên này cũng là cái chỗ để mình vừa thò tay vô mình xách cái loa. Và mình nó trang bị một số cái cổng ha. Thứ nhất là cái dây nguồn HDMI, optical, jack 3.5 và một cái dây mạng ha. Thì các bạn nếu mà nhà mình có dây mạng sẵn ha, mình cắm thẳng vô đây luôn, mình chơi trực tiếp bằng dây mạng nó sẽ ổn định và nó mạnh hơn nhiều so với cái wifi. Đây là một cái ngõ cắm USB. Rồi các bạn, mình vừa cắm cái dây nguồn vô đây ha.
Thì dây nguồn các bạn cắm vô nó xéo xéo, bắt đầu nó đưa dây ra đây. Cái ngõ HDMI này là tích hợp luôn ARC, tức là nó lấy tiếng và lấy hình từ TV xuống luôn các bạn ha. Cho nên các bạn để phòng khách á, cắm cái HDMI đây vô cái TV ở phòng khách là tuyệt vời ha. Vừa nghe nhạc vừa, đây đây cái logo lên nè, phớt phớt. Đây, các bạn thấy cái đèn khởi động không? Đó, nó chạy vòng. Đó là cái đèn khởi động của NEM. Sau khi nó khởi động xong thì nó sẽ ra một cái màn hình cảm ứng với nhiều chức năng ở trên đó. Đây cái logo, các bạn thấy 5 cái đèn LED nãy đó, nó đánh từ bên dưới lên, tạo ra một cái điểm sáng rất là đặc biệt cho cái logo NEM for Bentley. Đây nó lên rồi nè, đó, nó lên cảm ứng rồi đó. Đó, này là cái play nè. Rồi, này ba chấm nè, ba chấm là cái menu. Trong này nó Bluetooth nè, rồi cái sụt nè, rồi cái USB nè. Rồi để bây giờ mình kết nối cái Bluetooth thử coi. Các bạn thấy nó chớp 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 không? Rồi. Rồi nó ra cái Muso 0353 đây các bạn. Connect vào kiếm một bài hát hay mở cho các bạn nghe thử ha. Đó, Muso đã kết nối rồi. Rồi để mình mở một bài của Ngọc Lan cho các bạn nghe thử ha. Đó. Tắt đèn để cho các bạn thấy được cái hiệu ứng ánh sáng của cái cụm điều khiển cảm ứng ở đây. Đó, các bạn chỉ cần hơ cái tay tới gần thì tự động toàn bộ cái chức năng của cái cụm điều khiển trên này nó sáng lên rất là đẹp ha. Hoặc là các bạn chỉnh cái volume bằng cách xoay cái vòng này thì âm lượng nó sẽ chạy ha, theo đèn rất đẹp. Đó thì cái ánh sáng nó đánh vào những cái hoa văn họ điêu khắc ở trên cái gỗ này, tạo ra một cái hình ảnh rất là độc đáo ha. Đó thì cái loa này nó làm bằng một cái loại gỗ cứng Ayus đến từ châu Phi các bạn, thay cho cái mẫu trước đây làm bằng nhôm. Phiên bản thông thường là bằng nhôm, còn lần này là bằng gỗ. Các bạn thấy cái mặt gỗ cực kỳ đẹp ha. Đây là một cái gỗ cứng quý hiếm đến từ châu Phi. Chất âm thì phải nói là rất là sang trọng ha. Tất cả những ai đã từng nghe qua thương hiệu NEM sẽ biết được đây là một cái loa đáng giá để trong một cái căn phòng khách của gia đình, đặc biệt là những người nào fan của Bentley. Rất sang, rất ấm và thích hợp nghe những cái bài hát nhẹ nhàng, du dương. Nó không có đánh mạnh kiểu như là âm thanh Bow hoặc là JBL. Đúng với chất của anh ha, sản phẩm sang trọng, âm thanh nó cũng sang trọng, nhẹ nhàng.
Cái này mình nghĩ là nếu có những căn phòng đẹp để trên cái phòng ngủ, trên một cái bàn ở trên đầu giường phòng ngủ hết sảy luôn, hoặc là kể cả phòng khách, rất rất đẹp. Ngoài cái loa thì đây là một cái sản phẩm phải nói trang trí ở trong căn nhà của bạn phải nói tuyệt vời ha. Về chất lượng âm thanh các bạn ha, thì nó không có thay đổi gì so với cái phiên bản Nem Musho 2 trước đây và đang có trưng bày ở dưới cửa hàng bên dưới 144V6 ha. Nó thay đổi về màu sắc, về chất liệu. Đó là hai cái quan trọng nhất ha, chất liệu gỗ cứng đến từ châu Phi rất là đẹp. Cái phần này là thay đổi nhiều về cái hoa văn họa tiết, rồi cái logo kết hợp với Bentley. Hai thương hiệu kết hợp lại tạo ra một cái phiên bản đặc biệt Limited Edition. Cái này nó sản xuất giới hạn trên thế giới, bán hết một cái số lượng đó là nó không sản xuất nữa các bạn. Ở Việt Nam về cũng với một cái số lượng giới hạn và sẽ được bán với giá trên 50 triệu. Rồi các bạn, chắc để mình ôm cái loa này xuống dưới để các bạn so sánh với cái phiên bản Nem Musho 2 ha, đang có trưng bày ở dưới cửa hàng 144V6 ha. Để mình ngó qua hai cái coi nó khác nhau như thế nào, để mình rút điện, rút cái nguồn điện. Đây, ôm cho các bạn coi thử. Rồi, khi mà mình cầm đúng cái vị trí, cái tư thế cầm thì nó cũng không có gì quá nặng, quá căng ha. Tuy nhiên thì cái này là một cái sản phẩm quá đẹp, quá cao cấp, cho nên là nếu để trong nhà thì các bạn cũng phải nâng niu nó một chút nha, nâng niu và để cho nó một cái vị trí trang trọng xứng đáng chút xíu. Bởi vì cái loa quá xá đẹp luôn. Cái Nem 2 đây nè. Đây là cái Nem 2. Đây, để xe vô chút xíu. Đây. Đó. Hai màu sắc, hai phiên bản khác nhau hoàn toàn. Để các bạn so sánh ha. Rồi các bạn, mình đem xuống cái bàn này gồm có 4 cái loa Nem ở trên đây. 3 cái Nem Musho và một cái Nem vuông vuông kia. Thì đây là hai cái Nem 2 ha, Nem thế hệ 2. Còn cái bên này là vàng champagne ha. Đó. Thì nó cũng tương tự ha, cùng một cái thiết kế. Đây, đặc biệt là cái chỗ này ha, về khi các bạn đem về nhà nhớ nha, cái chỗ này là nó siêu bén luôn ha, rồi vô nó bén như dao vậy đó. Cẩn thận đứt tay. Đó, thì bây giờ là hai cái trên bàn các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt ha. Cái này là bằng nhôm nè, kim loại nè, bóng loáng luôn, bằng giống như kiểu như inox xước vậy đó. Đó. Inox xước, inox có cái sọc vậy đó ha. Còn bên này là gỗ, nó cũng đi một cái sọc ngang luôn ha. Gỗ quý hiếm, gỗ cứng của châu Phi. Đó thì cái điểm khác biệt ha, hãng tập trung làm cái hình ảnh marketing là cái phần hoa văn ở đây ha các bạn. Phần hoa văn trên cái phần gỗ ở đây. Đó, họ sơn cái hình kim cương rất là đẹp ha. Nó kết hợp với cái vòng xoay tăng giảm âm lượng ở đây. Và cái màn cảm ứng ở đây rất đẹp. Ở bên này thì nó trùng một màu với cái màu kim loại này luôn, cho nên nó không có được cái hoa văn. Còn lại thì tất cả cái phần cảm ứng và chức năng nó tương tự như nhau hết ha, y chang. Cái mặt trước thì khác màu, nó tone với cái màu gỗ, và đây là thêm cái logo Bentley vô nữa, cho nên nó tạo ra một cái giá trị. Và đặc biệt nó là phiên bản Limited Edition, phiên bản đặc biệt và giới hạn, cho nên là ai là fan của hãng xe hơi Bentley, hoặc là những người nào đang sở hữu một chiếc xe hơi Bentley rất là đắt đỏ, rất là giá trị và rất là sang trọng, thì cái loa này là dành cho các bạn, nên rước về nhà. Một chiếc loa phải nói là tuyệt đẹp. Rồi, để nghe thử sản phẩm này thì mời các anh chị yêu thích Bentley ghé đây 144V6 thì nghe thử. Thì chất lượng âm thanh thì nó như nhau thôi, chỉ khác về cái ngoại hình gỗ và kim loại, gỗ quý hiếm, màu sắc và đặc biệt là logo Bentley kết hợp.
Rồi, chào tạm biệt các bạn.